BMW không còn xa lạ với xe điện. Hãng đã tung ra mẫu hatchback 3 kỳ quặc vào năm 2014 và gần đây là 4 và X. Nhưng bây giờ BMW đang sản xuất phương tiện hàng đầu của mình bằng điện. BMW 7 Series là chiếc sedan lớn nhất, sang trọng nhất của nhà sản xuất ô tô và trong năm mô hình 2023, nó được thiết kế lại bao gồm một biến thể chạy điện lần đầu tiên. BMW 7 xDrive 62023 tên gọi đầy đủ của nó, sẽ bắt đầu được vận chuyển đến các đại lý ở Mỹ vào tháng 11 cùng với các mẫu 7 Series chạy xăng, một phiên bản Hybrid cũng sẽ đến muộn hơn. Trong khi tất cả các mẫu xe thuộc dòng 7 Series đều có kiểu dáng mới ấn tượng, hệ thống thông tin giải trí phức tạp và hệ thống giải trí cho hàng ghế sau tùy chọn. Thì việc BMW quyết định tung ra phiên bản chạy điện của mẫu xe chạy xăng khiến nó lạc hậu so với các nhà sản xuất xe sedan cao cấp khác. Mercedes-Benz đã chọn thiết kế chiếc sedan EQS của mình ngay từ đầu thay vì tạo ra một chiếc S-Class chạy điện. i7 sẽ có giá gần với Lucid E và Tesla Model S. BMW có dòng xe điện dành cho mục đích của riêng mình. Được mệnh danh là Neue Klasse, tiếng Đức có nghĩa là đẳng cấp mới, để chỉ một dòng mô hình đã cứu công ty vào những năm 1960. Chúng sẽ không xuất hiện cho đến năm 2025. Vì vậy, 7 chỉ là một trình giữ chỗ, hay một chiếc EV xứng đáng theo đúng nghĩa của nó. Thiết kế i7 chia sẻ kiểu dáng bên ngoài với 7 Series chạy xăng, đánh dấu một sự khởi đầu mạnh mẽ so với các mẫu 7 Series trước đó. Để phù hợp với các thông lệ thiết kế gần đây của BMW, 7 có một lưới tản nhiệt lớn trông giống như miếng bít tết phết bơ. Với hệ thống chiếu sáng có sẵn, BMW cũng đang thay đổi mọi thứ với các yếu tố chiếu sáng xếp chồng lên nhau đặt đèn chạy ban ngày phía trên đèn pha. Không giống như cách sắp xếp mà bạn có trên một chiếc Hyundai Kona. Các mẫu xe châu Âu sử dụng công nghệ LED ma trận có thể tự động chuyển hướng chùm sáng cao khỏi những chiếc xe đang tới. Nhưng điều này sẽ không khả dụng ở Mỹ trong khi chờ thực hiện các quy định mới. Dạo quanh 7 trong một buổi xem trước phương tiện truyền thông, điều nổi bật là kích thước khổng lồ của chiếc xe. Nó vẫn là một chiếc sedan với vị trí ngồi khá thấp, nhưng dù sao thì nó cũng có chu vi hình ảnh đáng kể. Phần mui xe cao đến mức thực sự nằm phía trên lưới tản nhiệt và nắp cốp có hình dạng giống như một chiếc cằm kép để che đi chiều cao của nó. Chiếc xe mà chúng tôi nhìn thấy có bánh xe 20 inch. Nhưng chúng trông rất nhỏ bé nằm trong phạm vi rộng lớn của kim loại tấm. Giống như ngoại thất, nội thất là một thay đổi lớn so với các phiên bản trước của 7 Series. Thay cho thiết kế bảo thủ của mẫu xe ra ngoài là bảng điều khiển dạng kệ được tạo hình để chứa màn hình BMW Curved Display mới. Lưới loa phức tạp và ánh sáng xung quanh phù hợp với đối thủ Mercedes S-Class. Trang trí bảng điều khiển, các nút điều khiển ghế ngồi. Bộ điều khiển hệ thống thông tin giải trí và cần số cũng được làm bằng vật liệu pha lê trông sẽ không giống với bộ của loạt phim Star Trek ban đầu. Công nghệ phần công nghệ đặc trưng của 7 không dành cho trình điều khiển. Đó là màn hình giảm hát tùy chọn, một màn hình 8K 31,3 inch có thể gập xuống so với tiêu đề. Cho phép hành khách ngồi phía sau truyền phát các bộ phim và chương trình truyền hình hoặc chơi trò chơi điện tử ở tốc độ cao. Video được hiển thị theo tỷ lệ khung hình của kính rạp chiếu phim 16:9, 21:9 hoặc 32:9. Amazon Fire TV và hệ thống âm thanh vòm Bose và Wilkin Diamond cũng được trang bị cùng với bộ điều khiển giống điện thoại thông minh ở cửa sau. Peter Nota, thành viên hội đồng quản trị BMW Bắc Mỹ về các vấn đề khách hàng, cho biết tại buổi xem trước phương tiện 7. Việc tích hợp Netflix sẽ cho phép người dùng bắt đầu một bộ phim ở nhà và hoàn thành nó trong xe hơi. Tuy nhiên, màn hình giảm hát có thể sẽ hạn chế khả năng hiển thị phía sau và với mức giá dự kiến là $4,750, nó sẽ không hề rẻ. Ở phía trước, màn hình cong BMW nói trên bao gồm một cụm đồng hồ 12,3 inch và màn hình cảm ứng 14,9 inch dưới một tấm kính. Hệ thống thông tin giải trí eDrive của BMW trở lại với bộ điều khiển quay quen thuộc. Nhưng cũng có thêm thanh tương tác mới với bàn di chuột để kiểm soát khí hậu và các chức năng khác.
E7 cũng có kết nối 5 giờ và khả năng cập nhật qua mạng OTA. BMW cũng đã hợp tác với nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar Hans Zimmer về những âm thanh đặc biệt được kích hoạt khi người lái khởi động xe hoặc khi chuyển đổi giữa các chế độ lái khác nhau. E7 có một danh sách dài các công cụ hỗ trợ trình điều khiển có sẵn. Tính năng nổi bật là Highway Assistant, cung cấp cái mà BMW gọi là lái xe rảnh tay ở tốc độ lên đến 80 dặm một giờ. Mặc dù nó vẫn yêu cầu người lái xe phải chú ý và sẵn sàng nắm lấy tay lái là cần thiết. Các tính năng khác bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ giới hạn tốc độ và tính năng đỗ xe tự động. Thông số kỹ thuật E7 ra mắt với hệ thống truyền động 4 bánh motor kép sản sinh công suất 536 mã lực và moment xoắn 549 pound-feet. BMW cho biết nó sẽ tăng từ 0 đến 60 dặm một giờ trong 4,5 giây và tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 149 dặm một giờ. Những thông số kỹ thuật đó khá gần với 760 xDrive. Phiên bản mạnh hơn trong số 2 mẫu 7 series chạy xăng sẽ có mặt khi ra mắt. Động cơ V8 tăng áp kép 4,4 lít của mẫu xe này tạo ra mã lực giống hệt với 7, nhưng có moment xoắn. BMW cũng báo giá thời gian từ 0 đến 60 dặm một giờ nhanh hơn một chút là 4,2 giây. BMW không dừng lại ở đó. Tại một hội nghị bàn tròn truyền thông, Chủ tịch Oliver Zipp xác nhận rằng nhà sản xuất ô tô cũng sẽ tung ra phiên bản M-Performance của 7, đồng thời nói thêm rằng đây sẽ là mẫu 7 series mạnh mẽ nhất. BMW cũng đang nhắm mục tiêu phạm vi 300 dặm cho 7. Chiếc sedan lớn sẽ có thể sạc tới 11 kW bằng bộ sạc AC và 195 kW khi sử dụng sạc nhanh DC. Với phạm vi hoạt động sau này tăng thêm 80 dặm trong 10 phút, chủ sở hữu cũng sẽ nhận được 3 năm sạc nhanh DC miễn phí từ Electrify America. Định giá và đối thủ: chúng tôi không muốn khách hàng thực hiện bất kỳ thỏa hiệp nào khi đi từ phương tiện này sang phương tiện khác, Zipp nói với Digital Trend về lý do tạo ra một phiên bản xe chạy xăng thay vì một chiếc EV sạch. Họ cũng nhận được 7 series. 7 series 2023 có thể có vị trí tốt trước các đối thủ truyền thống như Mercedes S-Class, Audi A8 và Lexus LS. Nhưng 7 có thể không đủ sức chống lại các đối thủ cạnh tranh điện. Phạm vi 300 dặm là đủ, nhưng điều đó khiến 7 thua xa Lucid E516 dặm, Tesla Model S 405 dặm và Mercedes EQS 350 dặm. Cũng không rõ liệu những người mua EV có muốn một chiếc xe trông giống như một chiếc vòi phun xăng kiểu cũ, hoàn chỉnh với phần mui kéo dài được thiết kế để chứa động cơ V8 hay không. Bằng cách làm cho 7 tương tự như 7 series chạy xăng, BMW cũng có thể đã xếp chồng lên nhau. Cho đến khi phiên bản M-Performance ra mắt, 7 chỉ có thể sánh ngang với người anh em của nó về hiệu suất trong khi yêu cầu cao hơn về giá. Giá cho mẫu 7 xDrive 60 bắt đầu từ $120,295 so với $114,595 cho 7 60i xDrive chạy xăng. BMW cũng đang chế tạo một mẫu 7 40i 6 xi lanh ít mạnh mẽ hơn với giá khởi điểm $94,295. Vì vậy, có thể nhiều khách hàng sẽ chọn những mẫu xe chạy xăng rẻ hơn. Điều này cũng không khiến bạn phải đau đầu khi sạc. 7 series là một chiếc xe ấn tượng, nhưng 7 dường như chưa sẵn sàng để thu hút những người mua EV mới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.